Hello mọi người, đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha mọi người. Hôm nay thì mình tự nhiên nay là hẹn ốc bưu vàng kho xã mọi người ơi. Nên bữa nay mình quyết định đi ra đà ngoài đồng bắt nha mọi người. Ốc này thì nói chung là ở ngoài chợ, ngoài mấy cái hương tái này kia là không có bán nha mọi người. Cho nên bắt buộc mình phải đi ra đồng mọi người. Bắt dưới sông này khi mình bắt. Đây là cái thùng nè, chuẩn bị mình bắt nè. Vô mình bắt rồi họ mình vô mình kho xả mọi người, làm bữa cơm chiều mình ăn nha mọi người. Bây giờ mọi người theo chân của mình nha. Bây giờ mình đi đang lội đi ra ngoài đồng nè mọi người, tại ba góc vô làm kho xả nha mọi người, theo chân mình bắt nha mọi người. Ok mọi người, đây nha mọi người. Bây giờ mình tới khu vực cánh đồng mọi người, hiện tại đang vô mùa lũ nha mọi người. Nước bây giờ nó đang cũng đang rút dần mọi người, buổi sáng nước lên bây giờ nước nó cạn, nó rút xuống thấp rồi mọi người. Cũng còn ngang đồ con đồ mắc cá xíu, lên mắc cá xíu rồi mọi người. Bây giờ mình đi bắt ốc nha mọi người, ở đây mọi người. Thôi mình theo mấy cái đường nước nè mọi người, nhờ mọi người theo chân mình nha. Đó, mình theo cái mấy cái đường mương nè mọi người, câu ốc mình bắt nha. Đây là mọi người, con đây ốc bưu vàng nè mọi người. Ừ. Ủa mà ốc này hơi nhỏ mình không bắt nè mọi người, giờ lấy ra con xíu à, kho lẻ teo nữa nên mình lựa ốc bự mình bắt luôn mọi người. Đó, theo mấy cái đường nước mọi người, nước nó lên nè, ốc lên trên đây nó cũng nó đu theo trên mấy cái mé cỏ nè mọi người. Giờ đây cũng lâu, gần 2 giờ chiều rồi mọi người ơi. Cho nên nó trời nó cũng hơi mát mát trời nè. Ốc nó sẽ nổi lên mọi người. Đó. Đây là mọi người. Ốc cỡ như vậy. Đi nè mọi người. Đó, đây ốc nè. Cỡ như vậy bẻ lên mình bắt nha mọi người. Đó. Bỏ vô. Giờ đây nha mọi người, mình lội nguyên cái khu bên kia mọi người, lội qua mày bên đây luôn mà không thấy mọi người ơi. Qua đây thấy nó nhiều hơn nè mọi người, nè mọi người thấy không, đó ốc vàng nè mọi người, nó đây con nữa nè, nó qua đây có bộ nhiều hơn nha mọi người. Đây là khu cánh đồng mùa nước lên nha mọi người, bữa nay nước buổi sáng mọi người nó lên đầy nhiều, nước cao lắm mà giờ nó cạn rồi cho nên nó cũng còn không có lúc bờ vàng nổi nữa. Đó, giờ lội luôn mọi người, nước rất là nóng nha mọi người, nhưng mà hèm cho nên mình phải tự kiếm ăn không mọi người ơi. Đó, vậy nó mới ngon mọi người. Với lại mấy ốc này mọi người, mày ra ngoài chợ về này kia cũng đâu có ai bán đâu, mà mình mua gì mình làm. Đây nè mọi người, đó mình đi cho mình thấy nữa nè mọi người, đó hai con luôn nha. Phải có là mình cũng mua về cho đỡ ấy rồi mọi người. Đây nữa nè. Đó. Ngoài chợ người ta chỉ có bán ốc ốc quắn nè, với ốc phu á mọi người. Là có thôi chứ có ốc phu vàng này là đa số là không có bán nha mọi người. Đó. Cái món này ốc này mọi người mà kho xả mà ăn với cơm á mọi người. Rất là cơm nguội á. Ăn rất là ngon nha mọi người. Rất là ngon luôn. Để xíu mình bắt xô đó, cái mình làm cái mình ăn cơm nha. Đó, cánh đồng bữa trước mình đi nước nó cao lắm, bữa nay là nước nó xuống rồi, nó không còn nhiều như bữa trước nữa nên bắt ốc thì cũng dễ nha mọi người, mình lội đi xíu là có à. Đang dự định sắp tới á mọi người, nước mà nó có ít bữa nữa mà nó có lên cao lại á, mình dự định làm clip sinh tồn ở ngoài đồng này nha mọi người. Không biết có anh em nào ủng hộ không, mọi người có ủng hộ mình thì comment bên dưới cho mình biết nha mọi người, để mình sẽ làm cái clip gọi là sinh tồn, để mình rủ thêm vài người bạn của mình nữa
để quay chung cho vui nha mọi người. Đó. Còn giờ thì mình đi lay ga mình kiếm ốc bắt mọi người ơi. Bắt chừng nào đủ ăn thì mình vô mình mặn rồi mình kho xả mình ăn cơm. Ở quê mình thì nói chung là không có thiếu mọi người, cá mắm ốc này kia là không có thiếu nha mọi người. Mọi người muốn ăn mà đi ra đồng mọi người, nước này á, mọi người đi ra đồng chăn lưới cũng có cá đó nha mọi người. Đó. Muốn ăn ốc thì có ốc luôn nha. Ốc cua vàng, còn muốn ốc quắn thì xuống kinh mò nha mọi người. Xuống mấy cây bờ kinh á, sâu mò ốc. Còn này mình đang đi ốc cua vàng nha, mình lội trên ruộng nha mọi người. Chà, khúc dưới có mà trên đây hết có à ta. Thôi nãy giờ không mình đi lội tự hãy hỉ dưới kia mọi người, tuốt tuốt kia lội này bắt được đâu mười mấy ngóc mọi người. Làm như nước này nó xuống á mọi người, nước nó nóng á, ốc nó cũng xuống kinh hay sao á, để mình lội lên tuốt đây mọi người coi nó có xuống kinh không. Rồi xuống kinh mình bắt luôn nha mọi người. Đi nãy giờ cái buổi trời cóc chút xíu rồi mọi người. Hôm này mình có bắt nha mọi người. Ốc mình bự hơn xíu mình bắt. Đây con ốc bự nè mọi người. Đó, đây nha mọi người. Ốc này là trọng trọng rồi. Lụm lúa được mọi người. Ôi đây con nè mọi người. Thấy không? Đó. Bỏ vô. Đây con cặp luôn nè mọi người. Thấy không? À, đây cặp luôn nha mọi người. Hột luôn. Đây có con nữa nè. Ui đây có con bự luôn nè mọi người. Đó à, mọi người thấy không? Ừ. Lụm luôn. Ui con này đậm phê nắng luôn nè mọi người. Phá lửa luôn nè. Nó đậm luôn. Ui đây hai ba con luôn nè. Vô mọi người ơi. Ý. Hai ngốc bự luôn nè mọi người. Ui, con ngốc phơi nắng nè. Phơi nắng hả? Lụm luôn. Này thì phơi nắng hả? Nha mọi người. Sớm giờ là mình lội từ thuốc. Tuốt ở dưới kia luôn mọi người. Mình nhìn xa kia luôn, tuốt tuốt ở dưới. Lội lên tuốt tuốt trên đây luôn mọi người. Đây là giữa đồng luôn rồi mọi người. Ở xung quanh mình rồi. Đang đứng trên bờ gò mọi người. Họ bắt đầu được có. Đây mọi người. Có được đâu cỡ hai mấy con ốc gì. Làm như nắng quá mọi người. Nó lặn hết trơn mọi người ơi. Giờ này 2 3 giờ chiều mọi người mà trời này rất là nắng luôn, còn nắng rất là nắng luôn mọi người. Mình tranh thủ bắt mới rồi mình vô mình làm ăn nha mọi người. Giờ mình tiếp tục đi bắt mọi người cho đủ ăn rồi mình đi vào mình chế biến mình làm bữa cơm ăn nha mọi người. Chào mọi người theo chân mình nha, bắt tiếp mọi người ơi. Mọi người nãy giờ đi từ tuốt đầu dưới mà lên từ trên bắt nó như đây mọi người. Như đây cái hai mấy con gì tưởng đâu nắng này lên xuống bờ kinh này mọi người, xuống bờ kinh này tưởng đâu có lên đây
lên đây mới lội từ dưới lên đây. Mấy bạn biết từ điều đầu tiên mình thấy lên đây là thấy gì mà mọi người? Phải nói chứ mình thấy mệt đó mọi người ơi. Thấy mệt mà chưa đủ ăn mọi người. Phải đi kiếm thêm nữa. Đó, để mình đi dài dài đây. Mình đi vòng quanh luôn. Chứ nào mình bắt đủ số lượng rồi mình sẽ đi vô nha mọi người. Mọi người theo chân mình đi bắt ốc bên hai nha. Mọi người có yêu cầu mình làm clip về cái gì đó thì mọi người cứ mạnh dạn mà comment đi mọi người. Trong khả năng mình làm được thì mình sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu mọi người luôn. Còn giờ mình lội qua đây mọi người ơi. Wow. Nước khá là nóng luôn mọi người. Tại nước này nó cạn á mọi người. Đứng hơn mắt cá xíu à. Mà nắng thì nắng gắt nữa. Nên nước rất là nóng luôn. Ốc bây giờ mà nó phơi nắng nữa là nó chín luôn á. Ôi đi sớm giờ nè mọi người. Buổi trời thấy ốc phơi lớn mọi người. Thôi. Kiếm ốc bự bắt mọi người ơi. Bữa nay mình sẽ cố gắng mình bắt để đủ mình ăn mọi người. Chứ như đây heo mình ăn là mình ăn thiếu rồi đó. Phải bắt cho đủ mới được. Tại đang thèm mọi người. Đảm bảo là mình kho ốc này là bao ngon luôn mọi người. Nhìn thì ngon rồi đó, không biết mà ăn không biết có ngon không mọi người. Tại mình xuống bếp mình làm luôn á. Hồi nào giờ mình không có làm nha mọi người. Bữa nay mình sẽ làm cho mọi người xem luôn. Mọi người thấy à. Quay nha. Mặt trời nắng nó chá xuống. Nó nóng. Ui. Đi hồi nó hốc không mọi người. Nó mệt. Mày lội nước nữa nè. Chứ phải đi trên khô nữa mọi người. Nhưng mà vì cái thèm muốn ăn mọi người cho nên là phải cố gắng bắt không mọi người. Chứ giờ muốn ăn mà đi ngoài ra chợ không có ai đâu bác mua ăn mọi người. Qua đây mình đổi hướng qua đây là vẫn lạnh tanh mọi người ơi. Toàn là đi ở đây thấy trứng không mọi người. Nó đẻ xong rồi. Nó mất tiêu chơi rồi mọi người ơi. Làm như có ai đi bắt hết trước mình hay gì rồi. Bắt hết trơn rồi. Ê, mới nói mọi người. Nãy giờ qua đây nè. Đó, thấy nè mọi người. Đây nè. 1 em. 2 em. 3 em. 4 em luôn. Đây nè mọi người. Nhóc luôn mọi người ơi. Ôi, làm lấy hụt xuống mọi người. Nhóc cho nè mọi người. 4 con nè mọi người. Đây nè. Ôi nè nè. Đây nè mọi người ơi. Ôi, đất này có mọi người ơi. Đó. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Ui nhóc chơi luôn mọi người ơi. Đây nè. Mới nói đây nè. Nhóc luôn mọi người ơi. Vô rồi. Đây nữa nè. Ý. Công đất này có bộ im nha. Để mình đi đảo một vòng công đất này nha mọi người. Thấy có ốc là mình khoái khoái rồi mọi người ơi. Vô rồi. Đây nữa nè. Ui. Có ốc là khoái rồi mọi người ơi. Đó. Ồ đây nè mọi người. Ồ đây nữa nè. Ốc luôn. Đây luôn. Đây nữa. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Đã mình ra sao nãy có mọi người. Ồ đây nè mọi người ơi. Ồ vô rồi. Nè ốc trà bá luôn nè mọi người. Đó đây nữa nè. Ồ trà bá luôn. Ồ con mắt này còn nhiều mọi người. Ồ mình đảo một vòng đây nha. Ồ. Đây nè mọi người. Nhóc luôn mọi người ơi. Không uổng công lội từ dưới lên đây mọi người. Đây nữa nè. Wow. Nhóc luôn.
Wow, đâu rồi mấy ní, mới thấy nhóc trơn. Lặn lội ngoài kia ra đây, ngọc bự luôn mọi người ơi. Đây thì có bộ có lý nha mọi người, đây nữa nè, lặn thế này, đây nè mọi người. Đó, cậu bộ cục đất này có nha. Đây ngóc bự luôn nè mọi người. Ê lặn, đây nè, ngóc bự luôn. Đây một cặp luôn nè mọi người. Cặp luôn. Hôm học này hơi nhỏ, họ bắt có hàng ngon nè mọi người. Con nhỏ con bự mình bắt con bự mình bỏ con nhỏ nè mọi người. Nó wow, đây nè mọi người. Đùm đùm luôn nè. Ốc nè nó đã mình thấy nha mọi người. Wow, đây con nè, đây nè mọi người. Wow, đây nữa nè. Wow mấy bạn ơi. Qua đây đúng, đúng chỗ rồi. Đây nữa nè, chuối nè mọi người. Nhóc luôn. Nữa nè mọi người. Wow, đây hai con luôn nè. Nè mọi người. Trước đây nữa nè mọi người. Khá là nhiều rồi. Có bộ mình bắt nguyên cái khu chỗ này không là không đủ ăn rồi đó mọi người. Wow, đây nè mọi người, hai ba con bự luôn nè. Đây nè, đây nè mọi người. Im nha. Đây hai ba con luôn nè mọi người. Ốc bự không nha mọi người. Nãy giờ mình từ trong đó mọi người, từ trong bờ đó mình lội nguyên cái dòng danh này nè, mình lội cặp theo nè. Bắt được nhiêu đây nè mọi người. Mọi người thấy nhiều chưa. Đảo vô đây được đó mọi người ơi. Quay cho mọi người xem nè, bắt từ đây nè lên tới đó mọi người, quay vòng cái khu này mọi người theo danh không à. Rồi mà nâng tỷ số lên được nhiêu đây mọi người. Nhiêu đây mà kho khô kho xả ăn nha, không phải nói chứ bố. Ăn hết nồi cơm luôn mọi người. Bây giờ mình như đây là đủ ăn rồi mọi người. Rồi mình đi dài dài vô mọi người, mình dài dài vô chổng vô nhà, có miễn có nữa hình bắt thêm. Không có nữa mình thẳng vô nhà luôn, rồi mình mặn ốc rồi mình bắt kho lên mọi người, mình nấu cái nồi cơm nữa. Mình sớm mình đi á, mình có dặn mẹ mình bắt cái nồi cơm lên này. Khi nào mình vô thì mặn ốc rồi mình đưa lên mình kho để mình ăn cơm không mọi người ơi. Giờ mình đi dài dài vô nha mọi người. Mệt quá trời mệt mọi người ơi, đi nắng.
nắng mà lội nước mọi người. Ta nói cho nó mệt. Đi mà xịn nó lên đến đây mọi người. Nó mệt. Ngồi nghỉ xíu mọi người. Mình vô trong mình nấu ốc. Mình mang ốc mình ăn cơm nha mọi người. Quá mệt rồi, tới giường quá mệt mọi người. Bây giờ mình vô mọi người, nghĩ nha. Cũng gần tới nhà mọi người, lộ qua con đường này nữa là tới nhà bên này. Tranh thủ vô mình làm. Mình nấu, mình nài ốc rồi mình nấu cơm mình ăn nha mọi người. Vô mọi người ơi. Đây nha mọi người. Ốc thì sớm giờ mình đi ra đồng mình bắt thôi. Nguyên buổi chiều mình bắt được nhiêu đây mọi người. Mình mặn rồi nha mọi người. Đó, mình mặn rồi ra được nhiêu đây nè. Đó, mặn sạch sẽ hết trơn nha. Còn xả mình cũng mới bằm ra nè mọi người. Đó, xả dớt bằm ra nha. Bây giờ mình bắt mình lên chảo mình kho mọi người. Mọi người chờ xem nha mọi người. Đây nha mọi người, giờ mình bắt lên mình thử nha mọi người. Bắt đầu mình thử nha mọi người. Đó, mình thử bỏ xả luôn, thử nha. Khô quá mọi người ơi. Ốc gì nè mọi người, cho xéo rồi. Ý, cho mọi người xem nè mọi người. Wow. Thế nào? Ăn chắc ngon lắm đây. Hello mọi người nha mọi người. Bây giờ ốc mình đã kho sầu rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Bắt người ngửa gà chài được nhiêu đây mọi người. Nó mình lần đầu tiên mình kho không biết ăn được không mọi người. Thôi mình làm thử mọi người, đấu với đấu mọi người. Giờ mời mọi người ăn chung với mình mọi người. Chỉ có tô cơm trắng mọi người ăn này nè. Thèm. Nghe thèm mọi người. Mà biết kho ăn ngon không đó. Giờ thử con nha mọi người. Thử coi. Mời mọi người ăn chung với mình nha mọi người. Được mọi người. Được được nha. Nó rẻ mọi người. Mời mọi người ăn chung với mình mọi người. Ốc như vậy mọi người. Nó rẻ mà. Ăn có cục cục trắng. Quá. Đã. Ngon. Lần đầu tiên kho mà ăn cũng không ngốc lại mọi người. Ăn được. Không làm gì là tiên kho ăn gì. Nó rất là ngon rồi. Không kỹ nữa hơn nữa mà trời mới mua chuyện mà bắt luôn. Mà khó ăn không được nó hơi thua luôn rồi. Đúng. Có đã, có đã mọi người. Cái này như ít xả mà. Nãy quên, sắp con kết xả. Mấy cá luôn. Nhậu nhét luôn mọi người. Chưa chứ. Bởi cái thèm gì mà có ăn luôn rồi. Không đã. Mấy người ở bên thành phố á. Thì kia. Muốn ăn mà đâu có được mọi người. Nó học luôn á. Muốn ăn mấy mạng không được đâu. Nó quên mình mới khó rồi. Trên đó toàn có những ốc bu với còn những ốc đắng không mà. Chứ là có cu vàng. Ở đồng ruộng mới khó. Đã. Ngon mà ngọt người mới mà vô kho thì cũng ngọt. Đã. Có áo người ơi. Mình thấy là cầm rồi.
mọi người ai ra ăn món này rồi như cảm nhận mình biết mọi người, cho mình làm phim mình kho ăn gì á, ăn rất ngon mọi người. Nó cay cay mọi người, ăn đã. Phải nói mọi người, cái gì mà mình thèm mọi người, ăn rất là ngon luôn nha. Đã, mà chính tay mình bắt thôi mọi người, vừa kho, tự làm rất là ngon luôn. Ok mọi người nha, phải nói là bữa cơm bữa nay rất là ngon luôn mọi người, ăn nó đã một cái phải nói chứ. Không biết cảm giác luôn, bây giờ nói sao cho mọi người hiểu chứ, phải nói là rất là ngon. Ok mọi người nha, như clip mình tới đây xin dừng đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Mọi người yêu quý mình cho mình xin một lượt like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình có động lực ra thật nhiều clip hay hơn nữa cho mọi người cùng xem nha mọi người. Rồi giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye mọi người nha mọi người.